các bạn nhìn vào trong cái biểu đồ hiện nay các bạn thấy cái gì đấy? Sự nhân. Đấy rõ lên cái gì các bạn? Ở đây gì đấy? Sự nhân. Đấy. Ý khoa mình là phải luôn luôn tưởng tượng. Đấy là gì đấy? Đấy. Cái gì? Cái gì? Là cái gì? Thân dược à? Chúng ta có thể nói có người lưỡi dao hai lưỡi, nhưng là thân dương là một lưỡi thôi. Đấy, thế làm thế nói là cái gì? Phải người ta nói có dao hai lưỡi, rồi thế mới là thân dương là một lưỡi thôi chứ. Đây là nói đến sức mạnh. Sự nhận thấy chưa? Đây là gì nè? Người đang trải niềm kinh. Kêu một lần chứ? Đang chạy liên kết hoặc là gì? Chạy liên kết, đúng đó, chạy liên kết hoặc là phóng lá, phóng tàn đó, đem tàn đó. Là vì có rất nhiều lịch sử, là lực sĩ liên kết này phải phạt. Phải gì? Phải gì? Trả lại biết chưa? Là vì cái cọc thức đi. Vì nó tạo sức mạnh á. Kiểu vấn đề chưa? Đấy, các bạn có nghe không? Điều đó lâu còn tạo lại biết chưa? Là vì phát hiện trong máu ông này có những dịch xuất liên quan đến cọc thuốc biết. Hiểu thế chưa? Họ thấy như vậy muốn đã bắn tốt, muốn đã chứ cả ở Việt Nam mình thì cứ của cọc thuốc mà đã đúng không? Đã, nó tăng sức mạnh mà. Ở đây là cả lưu ý. Và chúng ta biết đây là một cái hormone. Nó ở vỏ thượng thần. Ở vỏ thượng thần cũng rất khó tùy vào vỏ. Và chúng ta nhớ rằng cái vỏ thượng thần chỉ có 10 gram mà thôi. Rất nhỏ. Đó là. Và đây, rất nhỏ. Và nó có đến 4 loại hormone. Mà hormone hôm nay chúng ta không trình bày đó là catecholamine. Nó liên quan đến huyết áp. Còn cả ba môn còn lại là liên quan đến cái học môn của vỏ thượng thần, còn bên đây gọi là tụy thượng thần. Và hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào cái cortisone mà thôi. Còn androgen thì gặp ở đâu? Ai hay nói chuyện? Androgen nằm ở tim mạch hoặc là các bệnh tiêu hóa. Vì đây là cương androgen. Còn androgen ở đâu? Ở nam khoa. Con chúng ta nằm ở cọc cái zone ở chỗ này. Hiểu vấn đề chưa? Như vậy một tuyến mà rất nhiều phương khoa cùng quan tâm. Hiểu vấn đề chưa? Ở đây là chúng ta tập trung vào cọc cái zone. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy mỗi ngày nó tiếp rất ít. 15 khoảng 3mg, trung bình là khoảng 2mg. Nhưng mà sao? Hàng ngày chúng ta đang uống những cái loại thuốc đó là ở dạng gì? Dạng tự do. Còn khi tiết ra hàng ngày là dạng kết hợp. Nó kết hợp với protein và tạ. Thế như vậy mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng 2 viên thì tương đương với chúng ta tiết ra một ngày. Như vậy những ai mà sử dụng một ngày trên 2 viên thì nguy cơ gì? Sẽ suy bỏ thượng thận. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề chưa? Chứ không phải là dù một đứa trẻ em cho một viên hoặc hai viên nó cũng có nguy cơ giống như người lớn. Mà tôi thấy cả thầy cho hơi bị nhiều của đứa trẻ cứ kéo dài nguy hiểm quá. Hiểu vấn đề chưa? Tôi lưu ý cho các bạn. Và cái cọc tít không phải được uống đâu, mà bôi qua da nó cũng phải có tác dụng. Vì sao? Vì cọc tít là một chất hòa tan trong mỡ. Đúng ý hiểu vấn đề. Nhưng mà đừng nghĩ rằng anh bị cha anh bôi không còn gì không, nó cũng á, nó tạo cục khí tạo hình phù nghe rõ chưa? Mình nhớ cho điều này, anh xịt vào mũi nó cũng theo đường máu nó vào, mình hiểu vấn đề chưa? Chứ không phải là chúng ta đi như vậy. Đây là cái mà chúng ta lưu ý. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta dùng kéo dài thì đưa đến suy vọng thần thần. Và những cái điều đó là cho chúng ta thấy là những bệnh nhân mà khi gặp stress thì nhẹ ra hormone thượng thần nó tiết gấp nhiều lần lên thì nó lại bị suy. Đó là chính vì vậy khi
khi sử dụng hormone bọ thượng thần cho những bệnh nhân đến 10 ngày là phải sờ cái chuyện này rồi. Chỉ trên 10 ngày là cái tuyến vỏ thường thần nằm yên nghỉ. Đó là lý do mà chúng ta khi điều trị những bệnh nhân cường giáp, mà tại sao thưa thầy điều trị mà thấy thảm mất vật thưởng? Là vì sao? Vì thứ ốc đợt đó luôn nó tăng cao quá, làm cho tuyến yên ngủ biến, hiểu vấn đề chứ? Cũng giống như vậy, chúng ta sử dụng thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ ngủ biến. Và khi có sự cố thì không ai cung cấp cho nó được. Do đó những người sử dụng có tùy trên 10 ngày trở đi thì luôn luôn phải chú ý cho cả những cái người ta gọi là xét những sáng chấn tinh thần hay thể chất bệnh tật của bạn. Khi có bệnh nào thì có sự đây là cả chúng ta hết sức lưu ý điều này. Con phải đâu cần học theo về qua bạn kia luôn cho ngày bụng viên cao đối đó là gửi càng thấp cho ngày 10 viên rồi hồi chứng thần hư ngày 10 viên rồi. Nhưng mà vì sao cho thì không trả lời được. Em thấy cho nữa, nhưng mà mình phải thấy. Đây là cái lưu ý nhất mà chúng ta nhớ, là làm sao đó chúng ta cho thuốc nhưng mà đến 2-3 giờ sáng thì nồng độ này phải thấp. Vì nếu còn cao thì tuyến yên sao cứ ngủ mà được rồi chưa? Nếu cao thì tuyến không hoạt động. Đó là lý do suy vỏ thượng thần thứ phát cho tôi. Hôm nay chúng ta học là để gì? Để tránh cái hiện tượng suy vỏ thượng thần do thuốc. Mà đó là gì? Bệnh thầy thuốc. Suy vỏ thượng thần do thuốc đó là bệnh thầy thuốc, chứ không phải bệnh bệnh nhân. Mà chúng ta lúc nào chẳng đoán suy vỏ thượng thần do thầy thuốc. Đấy, mình phải dùng từ như cho thầy thuốc hiểu vấn đề chứ. Mà bệnh thầy do thuốc thì bệnh nhân uống thuốc nhưng mà mới cho kiểu đấy. Thì lần sau phải đi những ca nào mà vào là hồi những cái sinh do thầy thuốc chứ phải do thuốc, được chưa? Thì đây là lưu ý cái điều này. Và mình biết như thế để từ đó mình chặt chẽ hơn trong việc uống thuốc. Và chúng ta thấy nó tiếp vào cao nhất vào lúc 8-10. Chính vì vậy tại sao các biến cố tim mạch hay xảy ra vào thời điểm này? Các bạn hiểu không đây nhỉ? Nhồi máu cơ tim, tai biến màu nào, cơn tăng huyết áp cấp đều xảy ra vào 8-10 giờ, hiểu không đây chưa? Vì sao? Là lúc này có cơ hương tiếp, cái gì tiếp? Rê hạt tiếp, cái gì tiếp? Catecholamin tiếp, hiểu không đây? Sau một đêm nằm ngủ thì bắt đầu nó tiếp để hoạt động. Mà trong khi lại bác bệnh nhân tập thể dục sai giờ, từ lâu như chúng ta cứ 6 giờ sáng bác bệnh nhân đi bộ nguy hiểm quá, cắt trắng. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong ngày của những người cao tuổi. Và đọc chưa? Vì những tai biến tim mạch nó xảy ra từ 6-10 giờ sáng và cao điểm nhất là 8. Tôi nhắc lại cái bằng của anh. Và chính cái này là thời điểm mà hormone của bọn mình tiết cao hơn, rồi sau đó nó thấp dần rồi. Như vậy khi chúng ta cho thuốc gì nên cho sau thời điểm này, là vì nếu chúng ta cho thời điểm này thì lựa thêm theo điều vấn đề chưa, hiểu vấn đề chưa? Đấy là cái một phần. Mà nếu chúng ta cho đến lựa gì thì ngày mai là ức chế trở lại, hiểu không? Ức chế 10 ngày liên tục thì bệnh nhân bị cao phu ít là một ô môn và tác động rất nhiều cơ quan. Như vậy trước đây chúng ta chỉ học nghe cho trẻ nhân luôn là điều trị kháng viêm, không phải như thế. Cỏ phi có rất nhiều cơ quan, mà nhiều nhất là gì? Gan, cơ, tổ chức mỡ là nhiều nhất. Cho đó chúng ta thấy gì? Tại sao bệnh nhân là gì bị loạn xương? Tại sao bệnh nhân bị béo phì? Tại sao bệnh nhân bị gan như vậy? Được rồi chưa? Khi sử dụng bên kia chưa lành mà bệnh nhân lại có ba cái bệnh đi theo. Đây là cái chúng ta cần lưu ý. Đó là.
như vậy là khi dùng góp ý chúng ta sẽ thấy bị tăng được đó là khi dùng góp ý thì chúng ta bị rối loạn lipid nó khi dùng góp ý chúng ta bị rối loạn các tổ chức liên kết nó giảm collagen làm cho da chúng ta bị mọc đi. Ở đây mình thấy là của dùng bọc tôi cái tổ chức xương nó sẽ gây loạn xương tinh chuyển hóa canxi nó gây loạn xương nó đấy đến sự tăng trưởng thì có hai vấn đề nếu những đứa trẻ mà sinh ra non tháng là các thầy hãy cho cái thuốc này để làm tăng sức khỏe tăng nhưng mà chúng ta cho nhiều quá thì là vô tình tạo cho đứa trẻ thì chậm phát triển như vậy cho thì chúng ta phải suy nghĩ chúng ta cho trên tế bào máu khi cộng tiền dùng vào thì chúng ta thấy rất là tăng không rồi là đây là chúng ta phải lưu ý trên bạch cầu thì chúng ta thấy tất cả đều giảm hết nhưng chỉ có một loại tăng đó là bạch cầu đa nhân tăng lên thì chúng ta hay nhầm là a bùi nhiệt nhưng bệnh nhân hen phế quản vào nhưng bệnh nhân sốt rê vào nhưng bệnh nhân hồi chứng thận hư vào đa cầu giảm thấp vào chúng ta làm lúc nào thì bạch cầu tăng hết chúng ta viêm đa cầu giảm thấp bùi nhiệt hen phế quản bùi nhiệt cái chứng đó là gì do thuốc chứ không phải là bùi nhiệt nghe rõ chưa ngoài trừ kẻ nhiệt đối với các bạn trên miệng dịch nó ức chế miệng dịch trên tim mạch thì nó là một loại thuốc bản thân nó không tăng huyết áp nhưng mà khi anh sử dụng liều cao thì nó gắn vào thụ thể của androsterone nghe rõ chưa thì androsterone gì là gây tăng huyết áp chứ không phải có cái gì gây tăng huyết áp như vậy cái khả nghi thế của người tăng huyết áp chúng ta cho liều cao chắc chắn bệnh nhân sẽ tăng đây là cái chúng ta lưu ý trên chức năng thần thì chúng ta thấy những người này khi sử dụng nó tăng bài nhiệt và nếu thiếu nó sẽ giảm tình trạng bài nhiệt đó là do suy bỏ thượng thần hay giảm chất gì trong máu natri máu nghe rõ không hiểu vấn đề chưa natri nhiều hoa hoa vì nó giảm thải được tiêu hiểu vấn đề chưa đó ở đây là lưu ý trên thần kinh đua thì cái loài chúng này nó luôn luôn gây hai loài hiện tượng khác nhau nhiều khi là hưng phấn nhiều khi là trầm cảm và chính cái hưng phấn này tạo cho bệnh nhân bị một hội chứng gì hội chứng cảm nghe được chưa cái đó nhiều bệnh nhân vào ban đêm lên cơn hen lên cơn được cấp sốt đi chúng ta cho thuốc gì cũng được mà cho có cái bệnh nhân lại hiệu quả thì coi chừng cái hồi chứng cai đấy nghe đặc biệt vấn đề không hiểu vấn đề không à, vì cái loại này nó hứng phấn mà thiếu nó là khó chịu đây là cái chúng ta lưu ý như vậy là chúng ta thấy là gì có cái nó ảnh hưởng rất nhiều ốc môn khác thông qua gì nó gắn vào cụ thể ốc môn khác chính vì vậy tại sao trong cơn bão giáp thì người ta dùng cỏ thuốc ít là vì nó gắn vào thụ thể của tuyến giáp làm tuyến giáp mất tác dụng hiểu vấn đề chưa tại sao chúng cỏ tiết là bị vô sinh là vì nó gắn vào các thụ thể ở trong đen của gã trôn mất tác dụng các hiểu vấn đề chưa như vậy chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta dùng một loại thuốc mà mang tính chất ốc môn thì coi chừng loại thuốc này nó gắn các receptor của các ốc môn khác hoặc là gì nó làm tăng tác dụng hết hoặc là gì nó làm mất tác dụng của ốc môn đó đi kiểu vấn đề chưa cái đấy là lưu ý cho điều này kể cả được sử dụng cái đây là tôi lưu ý cho các bạn bên cạnh đó thì chúng ta thấy nó gây tăng tiết dịch vị và ức chế prostaglandin chính vì vậy nó rất dễ bị gặp dạ dày tràng tràng mắc tăng nhãn áp đó là vâng như vậy khi mà chúng ta quyết định điều trị cho một bệnh nhân
thì việc đầu tiên là chúng ta biết người này có chế định không thừa cãi được. Cái bệnh gì có chế định là chúng ta chịu được rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn nên chọn thuốc, nên chọn tạm dùng ngắn hay tạm dùng dài hay loại thuốc dài, quan trọng vô cùng. Kiểu vấn đề chưa? Nhiều khi đừng nhắm mắt mà cứ chọn Solimetrodexametazone vân vân, thì chúng ta phải nên chắc cái bệnh nhân này nên dùng ngắn ngày hay dùng tạm dùng kéo dài. Tại vì sao? Nếu chúng ta càng tạm dùng kéo dài sao? Thì bị suy vọt thượng thần sớm. Nghe nói chưa? Hả? Hả? Và chúng ta khi dùng liều thì chúng ta phải biết chúng ta dùng liều gì, ức chế miễn dịch, chống dưỡng hay kháng viêm. Điều trị hết là điều trị gì? Điều trị rất là thường chẳng thấp là gì? Kiểu vấn đề gì? Như vậy trong he, thường cho giống đa thường chẳng thấp. Kiểu vấn đề gì? Viêm phổi cũng vậy, COPD cũng vậy. Thế như vậy các bạn phải biết là chúng ta đang dùng liều miễn dịch hay dùng kháng viêm hay là dùng dưỡng. Vì miễn dịch là phải liều rất cao, 1 đến 1,5 mg trọng lượng. Như vậy, mỗi ngày dùng một cái gốc 6 đến 8 lần so với cái nồng độ sinh lý thì chắc chắn những người điều trị theo ức chế miễn dịch sẽ bị suy bọt thượng thần rất sớm, phải nói chưa? Như vậy là gì? Chính như vậy người ta mới đặt ra vấn đề. Người này sẽ chấp nhận điều trị như thế là vì bản thân cái bệnh đó. Chứ là chúng ta cần hết sức lưu ý khi quyết định chọn liều có tùy cho một bệnh lý. Ai là bệnh gì? Ai là được kháng viêm? Ai là chống dịch? Và nhớ chúng ta phải cho cái thời điểm. Ai là người chích trong đêm? Ai chích buổi sáng? Một bệnh nhân lên cơn hen vào buổi tối, chúng ta chích ngay. Nhưng bản thân có tùy đâu phải các cơn hen, nhưng mà vô tình chúng ta đã ức chế để thả vào buổi sáng, acid thả vào buổi sáng, kiểu một điểm. Vì có tùy nó đâu phải thuộc về các cơn mà nó phong cấp. Đây là những cái mà chúng ta phải cân lưu ý trong quá trình chúng ta điều trị. Thì như vậy là, và chúng ta thấy những cái loài bối qua da cũng có tiềm năng, phải đọc chưa? Như vậy thì sau một thời gian chúng ta kiểm tra là con cái tuyến vọt thường thường thì con làm việc không? Vì dùng thời gian thì axit đại hạt sao? Bây giờ chúng ta làm test kích thích ra lại, nó có hoạt động không? Nếu không hoạt động thì người này là có nguy cơ suy vọt thượng thần, bỏ thuốc và thực thể. Đấy là cái nguy hiểm nhất trong cuộc đời của họ. Một cái bệnh đơn giản mà chúng ta cứ làm dùng có thể từ ngày qua ngày nọ, nhưng mà trong khi bệnh nhân khi có một sự cố thì bệnh nhân là rơi vào tình trạng suy vọt thượng thần cấp. Như vậy là chúng ta dùng có, dùng tại chỗ, dùng co mắt, dùng hít, dùng đường mũi, tất cả những thuốc này chúng ta phải tôn trọng của nó. Ví dụ chích vào khớp thì phải cần có những hệ thống vô trùng của nó. Ở Việt Nam mình là cứ thấy giá trị như cái lò thuốc 100, hệ thống chích 100, nhưng mình tiết kiệm sao? Đừng lấy hệ thống chích nữa mà về lấy sữa ăn mới chích, kiểu này chưa? Kiểu vấn đề nào không? Là vì cái hệ thống sữa ăn là gì? Một kim rút vất và sau một kim tiêm riêng, còn mình làm gì? Hai cái cũng là một, kiểu vấn đề chưa? Mà mình đâu làm bảo vô trùng. Có rất nhiều bệnh nhân phải tháo khớp. Tháo khớp trước kể là gì? Có nhiều bệnh nhân là bị hoại tử toàn bộ cơ. Tôi nhắc lại cho các bạn. Như vậy là khi sử dụng thì chúng ta phải nhớ có tùy là loại con dao hết sức là nguy hiểm. Ngoài ra khi sử dụng chúng ta sẽ thấy nó sẽ gây rối loạn canxi, chuyển hóa muối nước, hay là bây giờ khi chúng ta dùng thì chúng ta chấp nhận bệnh nhân phải, nhưng mà chúng ta phải xem các cái chỉ định trên lâm sàng có được dùng không. Đây là những chỉ định trên lâm sàng, đây là những chỉ định trên lâm sàng, đây là những hình ảnh của bệnh nhân được quả chỉ định.
gặp nhiều nữa, rất nhiều, nhiều bệnh nhân có điều trị tốt hơn. Bây giờ cái thứ hai là muốn nhắc đến các bạn, trước khi điều trị là xem người này có đặc biệt là đáng không. Thứ hai, coi người này có bị đại tháo đường không, xem người này có tăng huyết áp không, xem người này có nhiễm trùng đâu đó không, xem người này có giảm thị trường không, xem người này có tiền sử tâm thần không. Đẹp rồi, không bao giờ thầy sinh viên nhắc đến điều này. Đấy lưu ý. Yeah. Có lúc nào chỉ x-quang phổi không? Có kiểm tra dung nạp với cô? Có đo mật độ xương không? Đây là những cái chúng ta cần lưu ý. Nhưng mà trước khi chỉ định thì chúng ta phải xem cái này. Ngoài trừ gì? Suy bỏ thượng thần cấp, nghe là chưa? Suy bỏ thượng cấp là anh phải chết ngay vì nếu không người ta chết. Nhưng mà chúng ta trì hoãn được là vì không phải là cấp, thì chúng ta nên làm những cái này. Vì bản thân tôi thì trước đây làm ở khoa hốp thì thấy rất nhiều bệnh nhân bị viêm phế quản mà vào viện thì là gì? Là làm phổi, hiểu không đấy chứ? Là vì cảm cúm là tự tới y tá là gì? Cho diễn biệt cuối cùng cho 20 trái luôn thì vấn đề không. Nhưng sau đó vào viện thì một cái lao kê hoặc lao toàn phát hiện một đảm bảo hiểu không? Đây là cái tôi lưu ý cho các bạn, đã nói chưa? Rồi gì nữa? Chúng ta phải làm hết những cái điều này. Chọn thuốc thì nó chọn ngắn ngày hay dài ngày, chọn đường dùng đúng không? Nhịp sử dụng thuốc thì chúng ta nên theo sinh học, tập trung vào buổi sáng hơn là buổi chiều. Và chúng ta trong trường hợp mang thai thì chúng ta phải chọn cái là đồ chấn nồng độ của thuốc dựa vào mẹ và thai nhi, chọn dùng 10:1 và 2.5:1. Càng chất nào thì an toàn cho thai nhi. Là vì nếu không gì, nếu đây là một đứa trẻ mà đang non tháng thì cho thai nhi dễ bị lương tính cái điều đấy. Các bạn hiểu được chưa? Vấn đề hiểu vấn đề chưa? Đặc biệt là các bạn phải lưu ý điều này. Và liều dùng thì tùy đó. Và sau đó theo dõi. Đây những cái nào? Đây những cái nào chúng dùng một tí. Các bạn thấy. Đây là một anh bé ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tại sao có hiện ra đấy gì? Chẳng lẽ em bé Huế mới là Hồ Chí Minh? Ở Huế mình có mặt đấy chứ. À nhưng vì em này là bị u mạng não. Sau khi phẫu thuật xong thì thuốc đầu tay đó là gì? Có tự quyền. Em chỉ 60 ngày rơi vào tình trạng cai nghiện. Và cứ mỗi ngày 10mg trong vòng 6 tháng. Đấy. Trong vòng 6 tháng. Tại sao ra trường mới lại? Là vì sao đó u mạng não tái phát. Thì không thể một lần thứ hai là phải gắm anh ấy thì chúng ta phải có được cái nặng này, hiểu không đấy chứ? Thì tôi chỉ cần 10mg mỗi ngày là các bạn thấy khuôn mặt như thế. 10 thôi, chỉ có 2 viên thôi. Nhưng mà đó là liều gì đâu? Vì cô này bị phụ trị cạn. Thế đó chưa? Đó, tôi lưu ý cho các bạn. Thế đó, thỉnh thoảng chúng ta hay gặp những cái bà già, ông già mà uống những loại viên thuốc tệ và những mọi trái chất đấy thì vào viện chúng ta là toàn cái hết, nghe rõ chưa? Cứ vắng như khớp, mặt tròn như một trăng rồi. Như vậy tất cả những bệnh nhân hen phế quản, COPD, những bệnh viêm đa khớp giảm thấp, kể cả bệnh nhân chàng thì luôn luôn phải nhớ có hồi trị cạn. Và cái này luôn luôn giảm biệt với suy bỏ thượng thần cấp, nghe rõ chưa? Nhắc lại, nhiều khi chúng ta nói ca thì không uống thuốc, nhưng mà ta lợi suy bỏ thượng thần cấp sao? Chết ngay. Và chúng ta phải cung cấp. Theo dõi cân nặng, muối, kali, kháng toan, lập trình vô vân, đặc biệt bằng sen. Và các bạn này, chúng ta cho một loại thuốc mà chúng ta biết bao nhiêu thuốc được bù vào, vấn đề chưa? Nên mà tôi có cảm giác rằng là vô tội vạ. Vào một đêm trực là cứ solimetron đêm này đêm nọ. Thế nhưng mà rồi cuộc mình làm gì? Mà có lúc nào theo dõi cái này đâu? Không mề theo dõi. Bây giờ để ngưng điều trị thì như vậy là phải phân biệt với
chúng ta phải giảm liều dần như thế nào đó để bệnh nhân khỏi bị suy bỏ thực quản thì chúng ta phải làm thế. Bây giờ vấn đề theo dõi. Sau khi ngưng thuốc, nếu sử dụng liều cao kéo dài thì phải theo dõi 1 năm. Nghe được chưa? Có 3 loại người phải theo dõi. Thứ nhất là người này trong vòng 1 năm là luôn luôn có mang thẻ bài. Khi thấy tôi như thế, tức là điều chỉnh suy bọc thần tật cấp, thì phải cung cấp ngay cho tôi loại thuốc này. Nghe nói chưa? Vì suy bọc thần tật đa dạng lắm, nhưng ăn chích kể bỏ cơ hình vào thì bệnh nhân trở lại nếu không được những xóa mà chết, cái đó không. Như vậy những người mà chúng ta đã kê đơn có quyền thì phải theo dõi 1 năm, trong 1 năm đó phải đeo thẻ bài nào cho họ, là vì họ chỉ cần tai nạn ô tô là họ là lăn lùng ra đường rồi, là sáng lắm không thiết kịp mà chúng ta loay hoay chúng ta chỉ cần cho họ đi vào thì bệnh nhân là trở lại hiểu vấn đề chưa. Còn là bệnh nhân có cái nhiễm trùng nào thì cần có thứ nhiều nhưng mà bệnh nhân bị stress thì chúng ta phải nhớ cho điều này. Người thứ hai đó là người đại tháo đường, thấy tôi không đi, thấy tôi bất tỉnh thì phải cho tôi uống nước đường hoặc truyền đường trước khi đưa vào bệnh viện, hiểu vấn đề chưa. Người thứ ba là ai? Là bộ đội. Bộ đội đeo cái gì? Đeo cái gì ở đây đây? Đeo cái gì? Lúc chết, chết nói gì nữa? Đeo nhóm máu, nghe được chưa? Nhóm máu. Thấy tôi bị thương thì cho nhóm máu này, chết chết thì họ biết rồi. Chết đi hết không có được, tôi muốn sống lắm. Thấy bị thương cả là gì? Lấy máu chạy cũng làm nhỏ máu là không được, mất thời gian tính, hiểu chưa? Đấy, phải nhỏ máu. Thế chứ đâu khi là chỉ đang bị bài hạt mà chỉ đang tôi cao qua trong đây đi, nó cao lùn đi. Mà đến khi ông này mở A thì ông kia mở B, mà chuyên nhân mở B ông đi sốc phòng thì ông chết đúng không? Được rồi này chưa? Nên chỉ là cái ống mà phải mang đây là tên gì nhỉ? Quế quán không bắn rộng mà nhỏ máu gì? Điều này, khi mình khỏi bị thương thì người ta ra chiến trường người ta sẽ đưa máu truyền này cho không chân chơ. Như vậy cái người y tá chiến trường luôn luôn trong tuổi họ có không biết nhiều loại máu ra để ông bị thương cái loại máu thì lại máu truyền chống chân chơ nữa. Thời gian đó đâu mà cái làm nhỏ máu được, điều này chưa? Đây là cả lưu ý. Như vậy là bây giờ chúng ta vào trong quá trình điều trị thì chúng ta coi những cái tác dụng phụ của đó. Và tạm dụng hôm nay ngồi này với lại là trên bay đó đó như cả bằng năm là đây những cái tạm dụng phụ này ngồi lại với trên bay như vậy. Khi sử dụng thuốc này thì làm sao bệnh nhân khỏi mắc bệnh thứ phát cần thiết thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều loại thuốc. Khi uống chúng vào thì mất tạm dụng của thuốc hoặc tăng tạm dụng của thuốc để chúng ta thấy. Vì sao chúng ta dùng lời điểm mất cái lý thì dùng có cái ý là giảm cái lý vì bản thân này là thuốc này đã giảm cái lý rồi mà còn lời kiểu mất cái lý nữa thì là càng giảm tiếp, hiểu vấn đề chưa? Đó. Đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Như vậy khi chúng ta về một cái màn xe có cái ý rồi các thuốc khác tương tác thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta cho thuốc một bệnh nhân mà một loại thì đơn giản, nhưng mà có phù hợp thuốc thì chúng ta luôn luôn có cái sự tương tác thuốc, tăng tác dụng hay giảm tác dụng. Bây giờ hôm nay tôi dừng lại ngang đây, dành lại 5 phút cho các bạn nào thắc mắc thì trả lời con không chúng ta về.